bói bà nói rằng là chồng con sau này sẽ cao, da ngăm đen, mặt vuông chữ điền. Thế là suốt cái quãng thời gian đấy, con cứ nhìn thấy anh nào mà bảo là giống giống như thế là ui chồng em. Thế cho đến khi mà con gặp anh đi. Đây thì, rồi. Vâng, từ tốn nhẹ nhàng rồi thi thoảng điểm thêm một số các cái tình tiết kiểu Hàn Quốc. Vợ lại nhắn tin là tôi chia tay đi. Mà chả nói bất cứ một cái chuyện gì cả, con cứ bất ngờ hoàn toàn luôn. Một cái ôm thân thiết luôn. Dạ, đi vào ôm thì vẫn đạp ra nhoay nhoáy luôn chứ cũng không phải là được ôm ngay đâu ạ. Mẹ này thì mẹ cứ xoáy thôi, rửa bát là mẹ cứ hăng. Đấy. Rồi xẹt mà bình thường thì lại đeo găng, nhưng hôm đấy thì lại không đeo găng. Ồ, thế là lại drama nổi lên. Máu. Thế là máu nó đổ máu luôn, khóc rất thê thảm mà khóc quả đấy là. Mà thấy thương lắm. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên thì con xin được kính chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận cùng toàn thể quý vị và khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin được giới thiệu, con là Nguyễn Đức Anh. Năm nay con 33 tuổi. Con đang là đạo diễn hình ảnh. Dạ. DOP. Dạ. DOP là con công tác ở... Con ở Sài Gòn là chính ạ. Chính. Và con ở được 8 năm nay rồi. Bye bye con. Và con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Và tất cả các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con là tên là Ly ạ. Và hiện tại là con 31 tuổi và con đang kinh doanh về thời trang và làm đẹp ạ. Nhưng mà bây giờ là Ly và Đức Anh là đang sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ vâng ạ. Quận mấy vậy con? Dạ con đang ở quận 2 ạ. Rồi nhưng mà trước đây thì không biết là hai bạn là gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Có phải là trong một cái dự án phim ảnh gì đó hay là trong một cái dự án thời trang gì đó? Thì bây giờ chia sẻ cho chú Thuận và cô Hồng Vân biết. Dạ, vâng. Là cơ duyên nào các bạn gặp nhau? Thực ra là bọn con vừa mới cưới cách đây khoảng tầm 4 tháng ạ. Và trước đây con ở ngoài Hà Nội và bây giờ con mới chuyển vào trong Sài Gòn để bắt đầu một cuộc sống mới. Thì thực ra là trước đây là con với cả anh Bi là cũng là bạn bè của nhau trên Facebook từ năm 2012. Gần như là không tương tác với nhau, cũng không có ấn tượng gì cả. Và con cũng không nhớ luôn, cho đến khi về sau xem lại lịch sử thì con mới biết. Đó là đợt bọn con chuẩn bị cưới, con có viết cái lời thề nguyện ý, thì con bắt đầu mới loát lại hết tất cả tin nhắn để con xem lại là anh ấy nhắn tin cho con từ bao giờ. Hóa ra là nhắn tin cho con từ năm 2017. Năm 2020 là năm đầu dịch ấy ạ, thì chồng con có nhắn tin cho con, có là tích cực trả lời story hơn. Con nhớ là có một cái tin nhắn là anh ấy bảo là em đừng nghĩ là anh là người thế này thế kia, nhưng mà anh muốn mời em đi coi phim được không? Và lúc ấy con trả lời luôn là em xin lỗi em không đi được. Thế xong rồi anh ấy vẫn kiên trì nhắn tin. Thế bọn con bắt đầu nói chuyện và sẽ bọn con hẹn gặp nhau ở ngoài Hà Nội tháng 4 năm 2020. Vâng. Là lúc đó mới gặp nhau lần đầu tiên. Bắt đầu mới gặp nhau ạ. Thế thì cái lúc mà cảm giác đầu tiên lúc mà tụi con gặp nhau ở ngoài đời ấy, thì dạ, nó như thế nào? Con có ưng bạn này không? Có thích không bạn này không? Lúc đấy thực sự là lần đầu tiên bọn con gặp nhau là bọn con hẹn nhau đi ăn lòng nướng. Cô tưởng tượng xem là nếu như mà mình có thích bạn trai đấy, chắc chắn là mình sẽ chọn đi ăn một cái chỗ nào đấy nó sang trọng, nó lịch sự một tí để con nhã được nhã nhặn là đó, ăn chút đỉnh rồi. Trong khi ăn lòng nướng là phải ảnh hưởng. Thì con có kể cho một nhóm bạn thân của con là hôm nay đi gặp thử anh này, không biết như thế nào, thôi cứ đi gặp. Xong rồi về con chỉ bảo bạn con là cao cũng được, thôi cũng làm hình ảnh cũng thích, cũng ok. Thế xong rồi mãi đến anh cưa con khoảng tầm từ tháng 4 cho đến tháng 8 bọn con bắt đầu mới yêu nhau. 4 tháng đó. Vâng, 4 tháng. Trong suốt cái quá trình đấy bắt đầu giống như là mưa dầm thấm lâu. Tức là con cứ làm việc xong ở Sài Gòn là con lại lập tức con bay về để con làm việc tiếp. Chính là gặp cổ. Lần nào gặp cái gì đúng không? Lần dạ, nào bà cũng là đó, lòng nướng hay hoặc là tôm. Mấy lần sau chắc phải chuyển món chứ nào. Vậy thì cái cú twist nào, cái cú knockout nào mà con quyết định là con chấp nhận là bạn gái của anh? Thực ra ấy, có một cái câu chuyện này mang tính là tâm linh ạ. Đấy là con với cả một chị bạn thân của con hay đi xem bói. Thì trước đây bọn con đi xem bói và có một bà bói bà nói rằng là chồng con sau này sẽ cao, da ngăm đen, mặt vuông chữ điền. Thế là suốt cái quãng thời gian đấy, con cứ nhìn thấy anh nào mà bảo là giống giống như thế và ui chồng em. Thế là cho đến khi mà con gặp anh Bi. Đây thì... rồi. Vâng. Nhưng lúc đấy chữ điền nè. Nhưng lúc đấy con chưa nhận ra, tại vì lúc ấy mình không để tâm. Thế là người chị đi xem cùng con mới bảo là chị nói thật với mày nhá. Đây, chồng mày, chị cảm nhận đây là chồng mày. Nhưng mà mày đấy, cứ từ từ để xem như thế nào. Thì anh Bi lại rất được điểm với tất cả các bạn của con, từ bạn nữ cho đến chồng của các bạn con. Đấy là một điểm cộng rồi. Và có một cái điểm cộng thứ hai là trong lúc thời gian chồng con cưa con á, chồng con rất là từ tốn nhẹ nhàng, rồi thi thoảng lại điểm thêm một số các cái tình tiết kiểu Hàn Quốc. Ví dụ như là đang đến nhà anh chơi ngồi xem phim chẳng hạn, tự nhiên anh đi vào phòng trong, con không hiểu bảo ủa ông đi đâu nhở, rồi đèn đang kiểu tắt mờ mờ, xong rồi sau đó là anh ấy đi ra từ đằng sau, anh cầm một bó hồng, anh ấy lật ngược vào trước mặt con. Đấy, với cả một chi tiết nữa là
Hôm bọn con đang trên đường đi chơi cả nhóm bạn với nhau thì con để quên son, thế là anh ý ấn vào xe phát ra một thỏi son mới rồi đưa cho con. Ôi. anh định tặng em lần sau nhưng bây giờ em cần thì anh đưa. Đưa luôn lần này. Chồng con có set up trước không? May mắn thôi em ạ. May mắn à? Ông trời sắp đặt. Và sau đó là tình yêu là bao lâu thì mới cưới? Dạ, bọn con yêu được khoảng từ đấy đến 2022. Thì tức là hơn 2 năm. 2 năm, ok. Chỉ có yêu xa. Vâng. Vì hết dịch là con vẫn phải vô đây con làm dạ, việc vâng, đúng không? Dạ, vâng. Như vậy là chắc chắn là phải có yêu những xa, cái có chuyện... Yêu xa có trục trặc gì không? Cũng có một lần cãi nhau to. Hình như là đầu cuối năm 2021. Thì cái thời gian đấy là cái thời gian mà ở trong này thì vẫn còn công việc, con vẫn còn công việc đến tháng 6 luôn. Thì bắt đầu vợ lại nhắn tin là tôi chia tay đi. Mà chả nói bất cứ một cái chuyện gì cả, con không bất ngờ hoàn toàn luôn. Thế là con mới gọi điện cho mẹ của con. Con mới nhờ là mẹ phân tích giúp con là xem tại sao lại đang bình thường mà lại vợ lại, người yêu lại nhắn tin là tôi chia tay đi hả mẹ? Không có lý do luôn. Không lý do luôn, mấy con chưa phân tích được ra. Mẹ con mới bảo là thôi con cứ đi về đi. Con đi về đi, con xem làm sao rồi bắt đầu con đi sang nhà Ly rồi con giải quyết. Mẹ nghĩ là ở gần nhau thì nó sẽ giải quyết tốt hơn là bọn con ở xa. Tại vì hai đứa đều có công việc riêng, mẹ cũng biết là rất là bận. Thế là con bắt đầu con mới tức tốc con đi về. Thế tại sao thế con? Lúc đấy con cũng có nói với bạn bè là bọn con sẽ tìm hiểu trong vòng 1 năm. Nếu trong vòng 1 năm mà bọn con không có tiến triển hoặc là không gọi là không cảm thấy có thể về một nhà ấy, thì con sẽ dừng lại mối quan hệ đấy. Tại vì là chồng con thì làm việc ở trong Sài Gòn, còn bố mẹ chồng con thì lại ở bên Nga. Thế nên là suốt quãng thời gian đấy là con chỉ giao tiếp với cả mẹ chồng con ở qua FaceTime thôi. Con cảm thấy là chưa có sự gắn kết, con cũng không có một cái câu trả lời rõ ràng. Thì lúc ấy con bảo với anh Bi là thôi bọn mình dừng lại đi, tại vì là con thấy là không hợp nhau. Thì con nhớ là lúc đấy là con rất là quyết liệt. Con nhớ là anh nhắn tin cho con rất nhiều, con còn chặn lên Facebook. Chặn luôn. Chặn hết mọi cổng thông chặn tin. Chặn hết tất cả mọi thứ. Hóa ra là vợ sốt ruột cô ạ. Rồi sao? À. Lúc đó con giải quyết sao? Thì là con bay về xong rồi đến khoảng 1 tuần sau bắt đầu con mới nói chuyện được với vợ qua một người bạn. Một người bạn thân của vợ thì bắt đầu con cũng nhờ tư vấn. Thì bạn của Ly thì mới trả lời là Ly cần một người ở bên cạnh để Ly yên tâm thôi. Chú đang rất muốn biết cái lúc mà con tới nhà Ly và con gặp Ly thì nó như thế nào? Dạ, lúc đầu đến thì cũng cửa là đóng im ỉm cũng kịch liệt. Cũng phải mất đến 30 đến 45 phút sau mới mở cửa. Tại vì may quá mình lại có bố mẹ của vợ. Rồi sao nữa? Cũng ủng hộ mình. Rồi một cái ôm thấm thiết đúng không? Dạ, đi vào ôm thì vẫn đạp ra nhoay nhoáy luôn. Chứ cũng không phải là được ôm ngay đâu ạ. Lại drama tiếp phần 2 tiếp, lại nhạc lại nổi lên. Sau hôm đó là có hòa lại không con? Đúng lúc đấy thì cả Hà Nội với cả Sài Gòn lúc đau được đấy. Thế là con bảo là bây giờ thôi, thì bây giờ là đang block như thế thì con sẽ về nhà anh đi, tại vì là bố mẹ chồng đều ở bên kia. Thì mẹ con cũng đồng ý, mẹ con bảo bây giờ cho hai đứa một cái khoảng thời gian. Đấy, khoảng thời gian để kiểu ở với nhau xem như thế nào, hiểu nhau hơn. Thì cái khoảng thời gian đấy thì bọn con ở với nhau thì cũng giải quyết được những cái khúc mắc. Và mẹ chồng con thì cũng gọi điện về xong rồi nói chuyện. Và cũng bảo là đến đầu năm sau thì sẽ về Việt Nam để gặp bố mẹ con. Đấy là dần dần là tình cảm kết nối lại. Coi như là quyết định sống thử với nhau luôn. Vâng. Bao lâu? Dạ lúc đấy là cũng đợt dịch thì cũng phải tầm 3 tháng ạ. Trong cái khoảng thời gian các bạn sống thử với nhau thì có thấy những cái cá tính cũng như là những cái tính cách nó hợp được với nhau và hoặc là nó bù trừ với nhau không? Dạ con thì ở nhà thường là con nấu ăn và Ly là rửa bát. Lúc mà con thấy thương Ly nhất thì là rửa bát thì không bao giờ khéo ạ. Đã không biết nấu cơm thì rửa bát làm sao mà khéo được. Thế là con đã dặn trước là có một cái cốc vỡ đây nha, em cẩn thận đi. Nó bị nứt ở cái vành. Thế là mẹ này thì mẹ cứ xoáy thôi, rửa bát rồi mẹ cứ hăng đấy. Đấy. Rồi xoẹt. Mà bình thường thì lại đeo găng, nhưng hôm đấy thì lại không đeo găng. Ồ, thế là lại drama nổi lên. Máu. Thế là máu nó đổ máu luôn. Khóc rất thê thảm, mà khóc quả đấy là mà thấy thương lắm. Vậy là xong 3 tháng đó thì tụi con quyết định là về chung một nhà, dạ, đúng không? Vâng. Thế lúc ấy con có bảo với mẹ con là mẹ ơi mẹ, hay là cho con vào trong Sài Gòn con ở thử 6 tháng. Vì lấy nhau về con không ở xa chồng con được, thôi cho con vào Sài Gòn ở thử 6 tháng. Cũng muốn đổi gió như nào. Thì lúc đó con tưởng mẹ con bảo thôi ở đây, thôi các thứ. Tại vì mẹ con hồi xưa bảo là chỉ thích lấy chồng nhưng mà vẫn ở gần. Thế đến lúc con vừa nói xong phát á, chắc là quý con rể quá bảo đi đi. Cái mẹ chồng tuyệt vời. Con cũng muốn dành thời gian cho chồng, cho gia đình, với cả tập làm vợ. Thì con nói thật luôn là con
Lúc mà con lựa chọn anh Bi, con suy nghĩ, con lựa chọn anh Bi và quyết định đến hôn nhân ấy. Với con thì khi mà con lựa chọn người chồng thì con biết những cái điểm yếu của con. Con không biết nấu ăn, không biết, chưa thực sự là một người vợ của gia đình ấy. Thì chồng con lại là một người rất là đảm đang, rất là chăm chỉ. Cả truyền thống của gia đình nhà anh cũng thế á. Và rất là tình cảm. Thì đấy là những cái mà con thấy rằng là những cái thiếu của con, cũng như là đấy là sự lựa chọn để khi mà mình tiến tới hôn nhân. Hay quá. Chúc mừng hai vợ chồng đã tìm được một cái hạnh phúc. Và đây là một cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Đó. Thế rồi 4 tháng ở với nhau thế thì thế có bị ngỡ ngàng gì khi mà có một số thứ mà lúc yêu mình chưa biết không nhỉ? Dạ thì cái cũng tật xấu nó đó. Lòi ra. Ví dụ đến cái phần này là chắc là Ly cũng đã xem rồi đúng không? Ở đến tầm đấy thời gian thì bắt đầu con mới nhận ra là thi thoảng làu bàu sương sương. Kiểu nói nhiều về một cái vấn đề. Làu bàu một mình hay là làu bàu một có mình đối tượng luôn ạ, một đấy, mình luôn. Một mình luôn. Còn một cái tật nữa là tại vì thường thì mình hay đi quay hình cho tất cả các mọi người, không ai chê, nhưng mà về nhà là vợ mình chụp ảnh các thứ là anh chụp cái gì đấy. Bây giờ đi chỉnh cả mình là mình cũng nhiều khi mình tự ái. Mình tự ái của mình tự ái mà cho em đi mà chụp. Anh không chụp ạ. Hoặc là em gọi ai đến chụp đi. Thế là dỗi nhưng mà mặt là căng thẳng lắm. Thôi rồi, chụp cổ. Thế là xong về vẫn ưng. Chứ cũng phải là không ưng nhưng mà chắc là cũng giận dỗi cái lúc đấy thôi. Nhiều khi là con là áp lực là ở nhà là đi chụp ảnh cho vợ hơn là mình đi mình làm việc ở bên ngoài làm hình ảnh cho mọi người, con thấy thoải mái hơn. Tôi đồng cảm với ông chưa? Dạ. Tôi chụp cho bao nhiêu người ai cũng khen. Chỉ có một người chê tôi chụp xấu là vợ tôi. Dạ. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Dạ con thì con mong muốn vợ con thay đổi là thôi thì cứ từ từ rồi mình sẽ có được mọi thứ mà mình mong muốn. Hai đứa đều vẫn phải học về cách làm chồng cũng như là làm vợ. Thì cuộc sống hôn nhân gia đình của vợ chồng trẻ nó cũng sẽ có nhiều thứ mà mình không thể mà bảo sắp xếp ngay được. Con nghĩ là hai vợ chồng cùng sẽ có mong muốn là sắp xếp từ từ và dần dần. Có những cái lúc mà đấy con chỉ sợ mỗi là thoại một mình thôi. Lên đây cũng thoại một mình. Vậy con lúc những lúc đó con nói cái gì vậy? Thỉnh thoảng con còn đang kiểu ví dụ như là con nói chuyện một mình, cũng hay nói chuyện một mình, ví dụ như là phải đi lấy cái bút, phải đi lau nhà là đấy. Con thì ví dụ đang ngồi xem phim xong rồi quên giặt quần áo là thôi chưa rồi không đi, quên mất chưa giặt quần áo đấy. Tức là bạn phải nói ra. Con phải nói ra. Mình nghĩ trong đầu thôi là mình đi làm nhưng mà bạn này là phải nói ra. Rồi bây giờ tới Ly, anh ấy có những tật xấu gì? Có một cái là con đặt biệt danh cho chồng con là đi rên. Rên, rên không phải là mưa. Rên là rên, rên nhiều, rên la ấy ạ. Đấy, rên dỉ. Rên dỉ. Rên dỉ. Hồi xưa lúc yêu con là con rất là hậu động. Ví dụ như là con chuẩn bị bước xuống phát, cẩn thận đấy, không để hụt chân đấy. Hoặc là đang chuẩn bị làm đấy, nhấc cái kia lên trước đã rồi đặt cái kia xuống. Hoặc là chồng con mà nấu ăn vào con và vào rửa rau chẳng hạn. Cho rau vào trước rồi cho nước vào sau rồi cho muối vào. Là chồng con là một người mê nấu ăn. Đâm ra là mình mà thấy kiểu làm công việc mà không đúng ý. Cái người hướng nội người ta rất là khó tính ở những cái chỗ mà ở nhà. Đó, mình có cái góc riêng, ví dụ góc bếp của con là con nấu ăn đến đâu là con thường con lau lên đấy luôn. Rồi cái gì nữa nè? Vâng, với con thì con chỉ thấy cái đấy là tính, không phải tính xấu của chồng con mà mang lại cho con cái cảm giác là kiểu hồi xưa lúc chưa yêu hơi thì nhắc nhở hả? Không, nhắc nhở thì bình thường lúc ấy cảm thấy là quan tâm nhưng mà khi mà lấy về xong cảm giác là giống như kiểu chồng con đang kiểu nắn con ấy ạ. Bắt đầu nắn á, dũa đó. Bắt đầu đúng rồi đấy ạ. Con làm nail nhiều rồi nên con biết chồng con đang dũa dần. Cái việc đấy thì con thấy hơi bị ngỡ ngàng trong mối đó thì vỡ hòa đấy. Nhưng mà bù lại là khoảng thời gian này con được thay đổi cái môi trường sống, gần như là thay đổi một cuộc sống mới, nên là những cái việc đấy nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ trong cái việc mà con đang hứng khởi trong cái mối quan hệ này và hai vợ chồng đang dần nhiều hiểu nhau hơn. Nói chung là con chỉ mong muốn chồng thay đổi một điều gì? Con muốn chồng con là hãy tình cảm hơn như cái lúc mà mới cưa. Ồ, thế bây giờ còn lãng mạn không? Còn tình cảm không? Bớt lãng mạn hơn xíu. Chồng hãy làm đúng với nghề của chồng ấy. Đấy, một cái nhắc nhẹ đấy con ạ. Nhắc nhẹ. Cái lúc này là đó. Con phải vận dụng tối đa cái lãng mạn nhất có thể. Dạ vâng, lại lau lại đầu tư quá. Đấy, nhớ nhá. Dạ, rồi, ok. Trước hết là phải chúc mừng cô dâu đã nè. Đúng không? Bây giờ mình được tiếp xúc rất nhiều những cô dâu đang thai nghén. Nhưng mà hôm nay là baby này là thấy có vẻ là già tuổi nhất đó. Trước tiên xin hỏi là em bé là được 3 tháng rồi? Dạ, bé của em được 7 tháng rồi ạ. 7 tháng? Dạ.
Được rồi, bây giờ trước tiên thôi xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em là Phạm Trường Giang, năm nay 32 tuổi. Còn em? Dạ, em thì em tên là Trang, năm nay... Ủa chồng? Năm nay vợ mới 30... 30 à? Thôi 29 đi. 29. Tính cho lẻ. Thế Giang là làm nghề gì? Dạ, em làm kế toán á. Kế toán? Và... Còn Trang? Dạ, em trước đây thì em làm nhân viên kinh doanh. Nhưng mà sau khi có duyên gặp với cả anh Giang này thì... Về làm ô sin cho em. Về làm ô sin Giang hả? Giang và Trang này gặp nhau trong một cái trường hợp đặc biệt nào không? Dạ, thực chất ra là cũng nhờ đài. Đài? Đài ta này. Là HTV này. Chương trình HTV. Đấy, tổ chức cái chương trình là Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúng em đã quen nhau. À, Bạn Muốn Hẹn Hò. Vâng. Và với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đó là một chương trình mà cũng được quay tại phim trường này. Đúng rồi. Dạ. Đúng không nè? Vâng. Thế thì cái cảm giác của Giang và Trang khi mà là khi quay trở lại với phim trường này thì hôm nay thì cảm giác như thế nào? Cũng rất là cảm ơn ekip của chương trình đã sắp xếp được, chắc là đưa được cái gạch đầu dòng của em với cả gạch đầu dòng của chồng em cộng lại để mà ra được cái gọi là hòa hợp với nhau. Và cái cảm xúc của các bạn như thế nào? Gặp nhau là có sấm sét liền không hay là dạ, không thôi. Chị đừng nói nghe nó phú phải. Sao Trang? Trang có vẻ như trông em đẹp trai thế này không thể nào mà. Anh bảo anh đẹp trai nhưng mà thật sự là lần đầu em gặp anh là em không ấn tượng. Đúng rồi. Dạ vâng. Bạn em là không có ấn tượng. Chắc là như vậy. Vậy thì, hả? Rồi sao lại đến với nhau? Mấy anh em ở chỗ đơn vị em làm ấy thì bảo là chú cũng đến tuổi rồi. Thì là thôi đi tìm một cái máy giặt chạy bằng cơm. Thì em cũng cố gắng quyết tâm. Đấy, viết CV ngắn 3 chữ, quyết tâm lấy vợ. Quyết tâm lấy vợ. Vâng, 4 chữ rồi chồng. 4 chữ, 4 chữ chết. Đấy. Sau 1 tháng sau là em lên quay. Anh em là mổ lợn rồi các thứ, cái tiền mổ lợn có khi phải bằng cái tiền mua máy giặt. Trang sao? Dạ không, giờ thì có thêm cái gối ôm để cho mình gác chân gác tay nữa chị. Ồ, tức là mỗi người mỗi lời một cái hiện vật đó ha. Một dạ người vâng. Thì máy giặt chạy bằng cơm. Dạ vâng. Một người thì có gối ôm mà không có tốn tiền đúng không? Khỏi dạ phải vâng. Đi mua. Dạ. Rồi sau cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì đến bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Khoảng độ gần 2 tháng thì tụi em kết hôn với nhau. Thời gian hẹn hò là nó kéo dài đâu được còn 1 tháng thôi. Trong cái thời gian mà quen nhau á, thì là có khó khăn gì không? Cũng có một chút khó khăn từ bên phía gia đình. Nhà em thì mẹ em đi xem thì mẹ em bảo tuổi của hai đứa nó cũng không hợp. Rồi lấy nhau thông thuận lợi cũng sẽ có gặp khó khăn này nọ. Còn thêm nữa là anh Giang thì ở trong cùng thành phố với em. Thì mẹ em có công tác ở đài truyền hình thì lại cũng là có duyên làm sao thì cũng có một số anh sinh sống cũng gần ở quê của Giang thì lại cũng cùng công tác với mẹ em. Các anh sau khi mà biết là em có đang quen với anh Giang thì có nói với mẹ em một câu là cô ơi, cô bảo con Trang nó đừng có quen thằng Giang nữa. Cứ từ từ đã có. Lý do. Mẹ em nghe xong em hái. Không mà lý do gì? Tại ngày xưa anh ấy đi học, anh ấy quậy quá. Nên là nó vẫn là ấn tượng lại trong đầu của những anh hoặc các bạn ở dưới. Đã bị cái tiếng tăm như vậy thì em làm sao thuyết phục được ba mẹ của Trang để mà em làm đám cưới với Trang? Em cũng nói rằng là ai cũng có quá khứ. Mỗi tuổi nó mỗi một cái... khác nhau, có những cái nhìn khác nhau. Thế thì bây giờ chúng con lớn rồi thì bố mẹ cho chúng con được tìm hiểu nhau rồi thì chúng con tự có chịu trách nhiệm với bản thân bởi vì chúng con lớn rồi chứ không phải thì mẹ vợ em gần đầu đến dục cái sao. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa quen với nhau trong cái thời gian nó quá là ngắn ngủi đúng không? Dạ. Là khoảng được 3 tháng hả? Được 2 tháng có, không? Được 1 tháng, tháng chị ạ. 1 tháng, với lại 1 tháng biết nhau đúng không? Thì thành ra là 2 tháng thì chắc là rất là thú vị khi mà lấy nhau đúng không? Khám phá từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Cái cảm giác nó là tinh khôi đúng không? Tôi cảm giác đến là nguy hiểm chị ạ. Cái đấy gọi là đánh cược với số phận đấy chị ạ. Thế em vừa đi vừa dò dẫm, biết đâu trượt chân cái thì mình đau. Đấy cho nên là mình nè đánh cược. Đúng rồi, cái đấy gọi là năm ăn năm thua, được ăn cả. Rồi thì bây giờ là 8 tháng rồi chị. Trời, em thấy cuộc sống gia đình thì trông em bây giờ cũng chững chạc ra phết. Là lấy nhau xong là tụi em có tin vui luôn. Dạ vâng. Cái đấy là cũng là may mắn quá gì nữa tại rồi, vì rồi bây giờ trong 8 tháng đó thì em có vỡ mộng gì về đấng ông chồng này không? Tương đối ạ, nếu mà gạch thì cũng chắc sơ sơ 1-2 trang A4 rồi đấy. Trời ơi. Cho em kể đại khái đi. Hai vợ chồng cũng đôi khi giận dỗi nhau về cái chuyện bạn nọ bạn kia của ông xã. Vì lý do là trước đó là quen nhau ông ấy nói mọi chuyện nghe rất là nhẹ nhàng, rất là bình thường. Khi mà về với nhau rồi thì mình mới thấy có nhiều vấn đề nó nặng hơn. Nhiều bạn gái không? Các cô trước là em nuôi, em xa, em gần thì em chưa đo được. Các loại em gái nuôi. Dạ vâng. Ủa, chị mà nói các loại thế là không biết anh có giật mình không đấy. Chị không biết giật mình hay không, chị thấy tráng lấm tấm mồ hôi kìa. Thật ra thì em cũng có một số lần nhắn tin với cả bạn gái cũ.
Vợ em cũng biết, đâm ra là có cái vấn đề là ghen. Nhưng mà anh hỏi nè, cái mức độ ghen của vợ em như thế nào? Vợ em thì ghen rất chi là chi thức, gọi chồng ra ngoài quán cà phê nói chuyện rồi bắt đầu mổ xẻ vấn đề, làm rõ góc cạnh, xong được thì chúng ta về, còn không được thì cứ ngồi đây nói đến lúc nào được thì thôi. Mày nói cái gì? Nói cái gì? Em là không chấp nhận, em nuôi hay là như này như kia. Đấy, mà đã cắt đứt là cắt đứt hết, thà cắt một lần cho đau. Đấy, vợ em bảo thế. Thế bây giờ là chồng em còn các loại em gái nuôi không? Em không biết nữa. Rồi, ngoài cái chuyện em nuôi ra thì ông chồng này còn đặc xấu gì nữa không? Không thích ông xem, là lúc mà ông nhậu xong rồi thì ông ấy cũng hơi nóng tính. Có nghĩa là em không thích chồng em đi nhậu? Dạ. Nhưng cụ thể là nóng cái gì? Về vợ mà nói một hai câu như nào đấy thì em bật lại, làm cho vợ nhiều khi buồn. Em nói thật là vợ em nhiều khi ghen là hay khóc. Mà bây giờ bé có ở trong bụng mà buồn thì nó ảnh hưởng, nên nhiều khi em cũng không làm chủ được, em nói nó hơi mạnh mồm một chút. Đấy. Nói sao? Mày tao. Ừ, đấy. Mày tao sao? Vâng. Mày không thương mày thì mày phải thương con nó ở trong bụng chứ, suốt ngày mày khóc thế thì sau này con nó ra làm sao? Nó buồn, vâng. Mắt chảy xệ giữa. 7 tháng vừa qua em có khóc nhiều? Dạ không, công vụ là mình bực mình thôi. Thực ra là tủi thân rồi khó chịu thì nó hay vậy rồi. Và lúc mà chồng kêu mày như thế thì sao? Tại hai đứa thì tính cũng hơi gọi là hơi nhí nhố một chút. Không như những cặp đôi khác thì sẽ anh em tình cảm nhiều lúc. Thì bọn em cứ hứng lên trêu nhau rồi là cũng... Bọn em gọi nhau thì nó bằng những cái từ phải nói là thật sự nguy hiểm. Đấy. Nhiều lắm. Con ô xin hoặc là... Con điên. Đủ các kiểu. Bạn ấy vợ vừa mới make up trang điểm lung linh xong, chồng nhìn vào nói luôn một câu: con ma điên. Chị thấy là chồng kêu như vậy thôi, còn có khi nào rồi vợ kêu chồng như thế nào? Gọi anh là heo thôi. Bây giờ anh đang hỏi em là cái tật xấu của vợ. Ghét nhất là tắm cho vợ. Tắm cho vợ? Thật ra đợt mà mẹ em vô ấy, cụ có ở nhà hai đứa thì lúc đấy phòng tắm có một, thế là thôi bảo là mẹ ở ngoài chúng con vào tắm luôn cho nhanh. Thế là từ hôm đến giờ là cứ không có em thì hắn không tắm, thế là thôi thành ô xin cho hắn từ cái lúc đấy. Đấy, đợi em nó khổ thế. Nhưng mà đúng ra thì 4-5 ngày đầu thì em cũng tắm cho nó phải nhẽ, nhưng mà về sau nó thành quen rồi, như kiểu mình bây giờ cầm cái vòi hoa sen xịt cho con lợn nái. Nên khổ thế đấy chị ạ. Nhưng mà đến bây giờ thì thực chất ra có bầu rồi thì mình lại cảm giác như mình như người cha. Tắm cho con nít kể ra cũng sướng chị ạ. Vâng, đấy ạ. Chồng tắm kỹ không? Hên xui nó theo tính, theo kiểu cái hôm là ông vui á thì ông sẽ tắm, đúng rồi, ông tắm cẩn thận. Còn hôm nào mà ông tắm qua loa. Hôm nào ông mà đi về ông bực bực cái mặt ông xị xuống thế này, xong rồi cầm cái bông tắm, xong rồi cái mặt nó rất là bất hợp tác, rất là khó chịu. Cái tâm thế nó không thoải mái là em chỉ có cầm cái vòi hoa sen thế này, kỵ như kiểu ủa đấy nghe hỏi vậy chứ những lúc mà chồng em đi công tác đi vắng người em có tắm không? Dạ cũng hên là từ bữa cưới nhau đến giờ thì chồng em chưa phải đi công trường xa. Nhưng thì mà em phải tính đi chứ, chồng em bận đột xuất thì không lẽ giờ em ở giờ không tắm. Dạ, okay. Không, ở chắc là chỗ gần nhà em có mấy ông hàng xóm. Ôi đáng yêu ấy. Vâng. Thằng xấu đâu đáng yêu mà. Vâng. Rồi gì nữa? Cứ đòi hôn em ấy. Tối ngủ em đã buồn ngủ rồi, cứ phải làm cái trách nhiệm là phải hôn cái rồi mới ngủ. Hôn xong tỉnh rồi còn đâu nữa mà ngủ. Kích thích lên não được còn đâu nữa mà ngủ được nữa. Em không thể hiểu được đấy. Bây giờ Giang mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thật ra thì vợ em chắc chẳng cần phải thay đổi gì nữa đâu ạ. Xấu đi càng mừng, đi ra ngoài đường thì không ai thèm nhìn. Còn nhà Trang muốn Giang thay đổi điều gì? Chồng bớt nhậu đi, tại vì thực ra nhậu thì em cũng thấy về sức khỏe thì nó không tốt. Chị thấy vậy nè, thực ra tụi em hiện giờ đang quá là viên mãn, quá là hạnh phúc đi. Gặp nhau trong một cái chương trình là chương trình truyền hình thực tế đúng không? Đó, rồi là đến với nhau rất là nhanh, một thời gian chỉ có 2 tháng trời thôi. Và bây giờ là được 8 tháng mà tụi em rất là hạnh phúc trong cái cuộc hôn nhân này. Đó là một cái điều vô cùng may mắn, tại vì thường á mình không có thời gian mình tìm hiểu nhau nhiều. Như nãy tụi em tính là hên xui đó, 50-50 đó đúng không? Thì bây giờ tụi em được hết rồi còn gì đó. Xin chúc mừng hai em nha. Xin cảm ơn hai em rất nhiều. Chào hai anh chị, mà hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Đặng Hoàng Anh. Người ở Sài Gòn. Hiện đang ở Gò Vấp. Nghề nghiệp là lái xe. Lái xe. Dạ. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 45 tuổi. 45 tuổi. 45 tuổi. Là bằng em hay là hơn em? Anh Hoàng Anh là lớn hơn em. Lớn hơn em 3 tuổi.
Ồ, vậy đó. Năm nay 42. Dạ. À, chào anh Hoàng Anh. Dạ. Trên 76. 76 mình 79. À. Em thua chị 10 tuổi đó. Dạ. Rồi, mời. Dạ, em là Tôn Nữ Hương Xuân. Năm nay em 39 tuổi, nghề nghiệp em là kinh doanh tự do. Tôn Nữ Hương Xuân là chắc là gốc là Huế. Huế. À, vậy đó hả? Dòng họ vua chúa. À. Có nói được miếng tiếng Huế nào không? Mất gốc luôn rồi. Mất gốc. Dạ. Rồi, hai vợ chồng là năm nay là lấy nhau là được bao lâu rồi? Dạ, 21 năm. Wow, như vậy là bạc hay chưa vàng, bạc, đám cưới bạc vàng được là 50 năm. Mới hấp hôn hồi năm ngoái. Ừ, là bạc 20 đó năm. Dạ, bạc đó. 20 năm mới hấp hôn. Con gái lớn năm nay 20 tuổi. Thôi vậy đó hả? Hai chồng là mấy cháu rồi? Dạ, hai cháu. Dạ. Một đứa 20, đứa 8 tuổi. Vậy đó. Cách nhau 12 năm lận ha. Cách nhau gì mà xa dễ sợ vậy đó hả? Tại vì dự định có một đứa thôi mà này xui bị lòi thêm đứa nữa. Mấy kế hoạch hả? Dạ. Nhưng mà vậy là hạnh phúc đó. Bây giờ tuổi này mình có đứa nhỏ 8-9 tuổi nó cứ đu đeo theo mình á, thấy cuộc đời nó vui lắm. Ở dưới ngoại. Hả? Ở dưới ngoại. Ở hai chồng. Ủa sao vậy? Tại vì đứa nhỏ thì ở dưới ngoại, đứa lớn thì ở chung hai chồng. À. Đứa nhỏ ở Bình Dương. À dạ, sao lại 6 tháng là bà ngoại bắt về Bình Dương bà ngoại nuôi tới. Bà ngoại cưng quá hả? Má em nay nhiêu? Má dạ em nhiêu mẹ nay 68 tuổi. Ồ vậy còn trẻ. Nhưng là... mà rất là trẻ, rất là... Không, 68 tuổi vẫn còn trẻ, bà cũng vẫn đủ sức nuôi cháu. Như vậy là cái đợt dịch này là chắc có lẽ là không có gặp con suốt mấy có, tháng đúng không? Có gặp nhưng mà không có được ôm. Ai gặp qua FaceTime? Tại sao? Tại sao? Tại vì em đi làm từ thiện, em đi lên tới đó được. À. Tức em... là hai chồng đi làm từ thiện rồi cũng đi lên... Từ thiện của tự hai vợ chồng tự làm, tự mở nhóm, tự làm. À. Chứ không phải đi làm cho ai hết. Mà các bạn có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc thiện nguyện của hai vợ chồng trong cái mùa dịch vừa rồi. Dạ. À. Tụi em là bên nhóm của Bạn Hữu Đường Xa. Em là trưởng nhóm của Bạn Hữu Đường Xa Sài Gòn. Là của một cái nhánh của Bạn Hữu Đường Xa. Thì trong Bạn Hữu Đường Xa thì tất cả là anh em đều là tài xế. Thì tài xế người có xe, nói chung là ai cũng biết lái xe hết. Thì mới đầu là chỉ có hỗ trợ trong nhóm Sài Gòn thôi, trong tất cả các anh em trong nhóm Bạn Hữu Đường Xa Sài Gòn. Thì sau này thấy cái bà con khổ quá. Thì có em ruột của mình là Đặng Hoàng Nhân. Thì nó mới đứng ra nó hỗ trợ, tức là hỗ trợ về mặt nhóm, lão ra tạo ra một cái nhóm hội thiện nguyện Sài Gòn. Thì mới đi hỗ trợ cho những cái bà con bị cách ly, những bà con bị phong tỏa, những cái khu phòng trọ không có, không phong tỏa, không có việc làm, thì xin mạnh thường quân được cái gì thì mình hỗ trợ lại được. Thấy cái đó. Thì trong suốt từ đầu mùa dịch tới giờ là 4 tháng, hiện bây giờ vẫn còn hỗ trợ nhưng mà hỗ trợ tại kho. Tức là bà con đi được bà con tới lấy. Chứ không đi giao nữa, mình không có đi giao nữa. Dạ, không đi giao, không đi hỗ trợ nữa. Vậy là tụi em đã lấy nhau được 21 năm rồi. Dạ. Còn nhớ lại được cái thời điểm mà lúc đầu tiên mà mình thấy mặt nhau không? Dạ. Nhớ không? Chắc nhớ là, không? Chắc là ông này là tài xế rồi xong rồi đến giao hàng hay sao đó rồi vô tình gặp cô gái này, một cô cổ này đúng không? Không có, em là nhân viên của anh. À vậy? À. Lúc đó là anh Hoàng Anh làm gì? Dạ em làm quản lý bia máy lạnh. Rồi bây giờ bắt đầu quay ngược thời gian trở lại với cái giai cái đoạn đó. Đó. Là như thế nào? À, lúc trước là em làm pizza máy lạnh, quản lý pizza máy lạnh. Là pizza máy lạnh thì có gồm có 3 bàn thôi ở Phú Nhuận á, thì của ai của thì chủ là em bà con. Thì nó mở thì mình đứng quản lý giùm, coi tính tiền, coi xe, coi cổ, coi nhân viên. Thì nhân viên nữ thì chỉ có shopee cho khách đánh thôi. Thì bà xã tới nhận em tới xin. tới xin việc em không nhận. Em không. Ủa, nhận tại sao vậy? Tại vì nó nhỏ con quá. Chê chê. Người tướng cao cao chút xíu. Thì bắt mắt chứ khách mới câu khách được khách. Rồi bữa cũng ráng lì 2-3 ngày sau cũng quay lên gặp chủ nhận. Vậy đó hả? Lúc đó Xuân là bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó em mới có 10 mấy tuổi. Nhưng mà tại vì cũng tính hiếu thắng á. Thì cái sự cá độ của bạn bè kêu là phải có nhỏ bạn làm trong đó. Thì em làm chỗ khác, khi kêu em á là đi qua đây làm chung, có cái thằng quản lý này thấy ghét lắm. Là ông này đúng không? Dạ đúng rồi, nói tại lúc đó tóc thì lúc nào cũng hai mái mà rủ con trai mà tóc mỏng trường luôn. Đó, mái đang trường hồi xưa mà phải chấp nhận cho người ta chứ, theo thời chứ. Mà nói chung là em nhìn qua thì em cũng ghét thiệt, mặt nhìn láo cá. Đã vệ sinh rồi không nhận nữa là càng ghét thêm đúng không? Đúng rồi, lôi chôi lúc chốc rồi kiểu ra vẻ là dạng như là phải phân biệt chủ cả này kia, là không có hòa đồng với nhân viên á. Đó thì em bạn em mới nói
tao cua này không được, mày vô mày cua được thì tao thua mày chầu ăn. Thì mình nghĩ là bản lĩnh của mình hồi nào giờ, ví dụ như đi làm ở đâu chưa bao giờ bị từ chối. Và cũng chưa bao giờ mà thí dụ như mà để mà dạng như cái mắt đàn ông mà chê hay này kia nọ. Đó, đâu phải đến nỗi là mình xấu hay là thế này thế nọ đâu, mà không hiểu sao đâu. Nói chung là lúc đầu thì cũng rất là ghét. Đi vô xin việc không nhận luôn. Không nhận, thì lần thứ ba là cái gặp được người chủ. Rớt từ vòng giữ xe rồi. Nhưng mà cái ông ông chủ gặp giữ xe chủ, thì nhận. Cái em nghe ông lại, em nghe là khi chủ em đi ra ngoài. Em bà con của ông này. Đó, đó. Rồi cái ông em bà con nó nhận cô này. Đó, còn ông này là cho cô này rớt từ dòng giữ xe. Coi thường người ta dễ sợ không? Chê nhỏ con á. Dạ đúng rồi. Và khi nói mà được nhận gì? Rồi vô rồi hai người chạm mặt nhau. Không, sao? Em khi mà em đi xin nhận rồi đó, em ra ngoài còn nghe cái giọng của ông nói mà. Ông nói chứ em nghe từ đầu em đã không nhận rồi mà chị còn nhận chi nữa. Đó, chị nhận thì chị làm gì làm em biết. Em còn nghe lại vậy nha. Thì nghe cái người vậy đó mới nói chứ, ủa thấy con bé này dễ thương mà sao tự nhiên không nhận. Đó, thì nó nhìn không dễ thương chút nào. Trời ơi, tự ái chứ em đúng không? Em đi ra ngoài nghe là hận lắm đúng không? Dạ. Vậy là khi mà em đi làm á, là cái mục đích đầu tiên của em không phải kiếm tiền. Đúng rồi. Mục đích em đầu đang tiên làm chỗ khác rồi. Thì đó thì rồi, bởi chị mới nói là khi em bước chân vô cái pizza máy lạnh đó là bây giờ mục tiêu của em không phải kiếm tiền mà là kiếm người đúng không? Dạ đúng rồi. Kiếm chuyện. Như Háo Thắng, Háo Thắng là nghĩ là để quen cho bằng được rồi thôi chứ không có nghĩ là chơi qua đường rồi bỏ đó. Rồi sau đó là ổng có coi như là ổng có để ý em không? Thì nói chung là những lúc không có khách á thì cái tâm sự này kia nọ thì em làm đâu cũng khoảng 2-3 tháng em nghỉ. Ủa những ngày nào sao ông mưa người ta mà đi tâm sự với người ta là sao? Tâm sự là nói về công việc thôi, hỏi hỏi thăm ở nhà không, đâu. Quan xí xí ở chỗ pizza đó là rất nhiều nhân viên nữ. Đúng rồi. 2-3 đứa. Đó, có nghĩa là tâm sự hết với các cô hay là thì chỉ tâm sự riêng với bà này? Em làm ca đêm. Ca đêm mới dễ dạ, tâm sự. Em làm ca đêm. Thì đến lúc nào thì bắt đầu em mới để ý con bé này? Nói chung là cũng không có để ý. Tại vì xong là cái quán pizza đó làm được mấy tháng là quán pizza nó phải sang quán qua đổi hình thức kinh doanh. Tức là làm ăn không có phát triển nữa thì mới đổi hình thức kinh doanh. Chuyển qua làm quán nhậu, quán ăn gia đình. Đó, nên thì em nghĩ em không làm nữa. Thì mới là vợ nghĩ, bà xã nghỉ, bà xã về nhà. Cái buồn buồn lục cái số điện thoại điện thử coi. Tới nhà chơi coi sao. Thì lên tới nhà chơi là mình cũng đâu có biết là có bạn trai rồi hay là đang giận bạn trai gì đó, thì mình kệ nó, hốt được thôi. Đó, chủ yếu là vậy thôi chứ cũng không có gọi là yêu đương gì hết. Nhưng mà lúc đó anh có bồ chưa? Lúc đó cũng có bồ rồi nhưng mà cũng muốn kiếm thêm gì đó. Thanh niên mà vậy mới cái nghĩ giống như là các em dễ dãi á. Nhưng mà ý chị muốn hỏi vậy nè, khi mà hai người á bắt đầu chạm mặt nhau ở cái quán pizza đó thì từ lúc nào em bắt đầu là không, tức là có cảm tình với cô không, bé này không có cảm tình, không có cảm tình sao tâm sự? Thì nói chung là ví dụ như không có khách thì nói chuyện nha. Dạ đúng là, rồi nói chuyện vu vơ này kia là tối rồi. Không ai nói chuyện cái đâu rồi nói chuyện vu vơ vậy thôi dạ, chứ nó bắt đầu là ghét mà giống như em là em ghét bạn này. Dạ, từ em lúc ghét nào mà. Ghét là chị không có tâm sự đâu, nhưng mà từ lúc nào á mà em bắt đầu đưa ra chiến lược là phải cua đó, thì từ lúc nào á là em cảm thấy là em thích thiệt chứ không phải là em cua cho bỏ ghét? Không, thích thiệt rồi chắc sau này rồi có con rồi em mới thương. Trời ơi, chưa thương mà đồng ý lấy người ta luôn. Không phải 6 tháng cưới là tại vì do em thích mặc đồ cô dâu, thích được đeo vàng. Trời, bà muốn follow, muốn mặc thử đồ cô dâu coi làm sao. Trời rồi mới lấy ông này làm mô hình, làm chú rể. Một cái lý do nó hết sức là coi như lãng mạn đó, coi như là lãng mạn mà thành ra lãng nhách đó. Nhưng mà em có biết cái ý thích của vợ em lúc đó không? Vậy không, nói chung là nó quen cái 6 tháng là đám cưới luôn. Tại vì một phần nữa là có em bé rồi nên buộc phải cưới. Bác sĩ báo cưới. Bác sĩ không. Vì là có câu chuyện này nó lắc léo lắm nha. Bây giờ bắt đầu mình quay lại cái cột mốc mà có nghĩa là ông này ông lục điện thoại. Rồi lục điện thoại và tìm thấy con bé này xong đúng mình lên như là coi như để giết bé luôn. Mà lúc rồi. Đó ông có người yêu rồi, bà này cũng có bồ luôn. Em có bồ không? Lúc đó em có bồ không? Em đang có bồ mà đó. Và em vẫn thương mà, tại mối tình đầu giữa hai người là đều mối tình đầu hết. Rồi đến khi nào thì cả hai coi như là tan vỡ với cái người yêu của mình và coi như là chính thức là quen nhau? Nói chung là không có tan vỡ, cái người mối tình đầu của em là không có chấp nhận cho em quen người này. Đó, rồi nói em là lấy người này là sẽ khổ, rồi không có biết lo. Ủa rồi sao không lấy cái ông mối tình đầu mà lấy ông này gì? Thì nói chung là lúc đó em nhỏ mà em ghen tuông, rồi với cái người em gái của người đó là em gái bà con mà dạng như không có giữ khoảng cách.
cứ mỗi lần lễ lộc hay bất cứ cái gì á, cứ là chạy lên là anh em là cứ là mừng rồi ôm nhau đi đâu cái tự nhiên cũng na theo. Đâm ra mà bằng tuổi nữa thì em không chịu, em nói cảm thấy nó sao sao á. Rồi mâu thuẫn. Dạ em mâu thuẫn, rồi nói chung là nhiều khi lên cái hai anh em cứ ở chung một phòng vậy đó. Mà trai chưa vợ, gái chưa chồng mà chỉ bà con thôi, mình đâu biết như thế nào. Mà cái ảnh cũng nói là em này kia rồi tào lao này kia nọ, anh em trong nhà mà tại sao có những suy nghĩ đó này kia tùm lum la. Rồi ảnh nói là ảnh dạng như không phải chia tay, ảnh nói là để cho em lớn để trưởng thành đó. Thì quen cũng hứa hẹn là tới 22 tuổi mới lấy mới làm đám cưới. Đó thì cái em cũng nghĩ là quen nè, về em cũng có nói mẹ mà nói trời sao con ghét cái thằng quản lý ở trên con quá. Đó mẹ cứ hỏi thằng đó bao lớn mà mày ghét, cái nói chứ mà làm gì mày ghét nó, con cũng biết sao, con nhìn mặt nó con không ưa đó, con nói chung là con nhìn mặt nó con không ưa chút nào á đó. Nó bao lớn mà bị cứ ghét nó, thì cỡ bằng anh hai á, là tại anh hai nhà cũng bằng tuổi. Thì kệ nó làm gì làm, con làm con cứ làm, cái gì đâu mà ghét nó, mà con không biết sao con nhìn mặt nó con không ưa chút nào hết. Cứ về cứ hay nói mẹ vậy đó, cái mẹ cũng kêu là hôm nào á đi làm chở mẹ đi thì phải coi coi mặt nó ra làm sao. Thì trường hợp này là điển hình của sự ghét của nào trời trao của nấy á, đúng không? Còn em sao? Thì nói chung là em cũng muốn là giống như là quen chơi vậy thôi. Ai nhờ thì bác sĩ báo tin thì buộc phải luộc làm đám cưới luôn. Không, nhưng mà cái lúc mà em quen chơi vậy em vẫn còn quen cái cô bồ đầu vẫn tiên quen. Vẫn còn quen nhưng mà cô bồ đó vẫn ít có gặp lắm. Ít có gặp mặt lắm. Tại sao? Cô đó ở xa hay gì? Không, cũng ở gần đó thôi, nhưng mà bà này không có nói, không có thương mình mà cứ đi theo dõi không. Đi theo dõi hỏi coi đi đâu sao đi về sớm, đến nhà chơi sao về sớm. Tức là em ghé nhỏ bầu cũ thì chơi đi kiếm xong về thấy mặt không kiếm không biết ở đâu, thì em đi về nhà ủa sao đứng trước nhà em, tức là đi bắt không được, xong đứng coi em đi đâu chơi đó. Thì nói là đi đâu, hỏi đi thăm ta hả, mà có chứ có đi đâu đâu, người ta đi thăm bạn bè hay đi chơi gặp mấy thằng bạn thanh niên nó ngồi cà phê thôi. Vậy mà cũng đi ghen đi kiếm gì kêu không thương. Ghen ngược đó. Ghen ngược. Nó vậy đó. Mà trong khi đó bồ á tới nhà hoài à. Thì trong lúc em nói chuyện em tới nhà chơi á. Cô bồ thằng bồ cũ cũng tới. Hai thằng đụng mặt luôn cũng chuyện bình thường. Vậy mà em không ghen, em đó mình là người tới sau mình không có. Em không có ghen ngược lại em, mà chỉ cô ngược. Này ghen ngược em thôi. Không có ghen nhưng mà đi bắt ghen. Đi theo dõi em. Như vậy là cái chuyện tình cảm của hai bạn tới cái khi mà hai bạn là đã chính thức quen nhau. Thì cái câu chuyện nó vẫn liên quan đến người yêu cũ đúng không? Đúng rồi. Là hai người vẫn còn vẫn còn liên đới đến hai người kia vẫn không có buông. Bây giờ hỏi thẳng luôn nè, cái lúc mà hai bạn coi như là thân thiết với nhau, coi như là trao cho nhau đó. Thì lúc đó là đã chính thức là chia tay người yêu cũ mình chưa? Nói chung là người yêu cũ không có chấp nhận. Chưa, tức là vậy nè, bên đây á, thì cái người yêu cũ bên đây là coi như đã bạn này giận rồi chia tay, tức là không chia tay thì cũng không hẳn là chia tay, nhưng mà giữ một cái khoảng cách để cho em gần như là ly hôn đó. Ly thân á, chứ không phải là ly hôn, ly thân á, đúng không? Rồi á, là cô này là cũng ghen ngược với bên đây. Nhưng mà bên đây á, thì cũng chưa có dứt điểm với bên, chưa có ly thân với bên kia. Nhưng mà tại vì á, là bị ghen ngược cho nên phải chứng minh là không anh thương em này kia nọ rồi mới đi đến cái chuyện kia. Chuyện kia rồi là bây giờ bác sĩ mới biểu cưới. Đó. Mới cắt đứt hai người luôn. Cho nên lúc đó bắt đầu mới cắt đứt để mà cưới nhau. Rồi cưới nhau về có con rồi thì cô này bắt đầu mới yêu anh này. Đó, nó là vậy đúng không? Nói chung á, là tại vì em thấy anh cũng tội nghiệp. Đó là... ảnh ví dụ như mỗi lần bạn trai cũ em tới cái ảnh cho tiếp chuyện rồi cho đi chơi đi ăn đi uống rồi cứ mỗi ví dụ như Tết đến vậy đó cho em đi qua nhà bên đó rồi dạng như đi chơi này nọ này kia rồi đó, mà ảnh cứ về ví dụ như cái gì ảnh buồn cái ảnh ngồi ngốc vậy thôi hoặc là hỏi cái gì hay mét mẹ đó, mẹ coi vậy đó có được không này kia nọ chứ không có nói gì vợ hay này kia nọ. Anh bao dung. Chỉ có là cái đi theo dõi em thì là bắt ghen rồi đụng mặt với nhau luôn. Bắt ghen có nghĩa là ông này ghen với bồ của em luôn. Thì không đi theo dõi em. Bình thường thì buổi sáng lên nhà chơi nói gia đình là đi làm, nhưng mà thật chất ra không có làm, ghé nhà em chơi ở sáng tới chiều mới về, mà tới hôm nay nó chưa về rồi. Về cho về, đạp xe đạp về nhà Bình Thạnh á. Rồi đi về. Cái gì về em xách xe em đam đi theo dõi mà em theo dõi em chạy ngược chiều không à. Tại vì nếu mà chạy thuận chiều tao quay lại thấy liền, mà chạy cứ ngóc ngóc đằng sau quay lại không à. Em chạy bên đường bên kia kìa. Mà chạy suốt từ đó lên tới Phú Nhuận á. Tới đường Thích Văn Đức Phú Nhuận á.
Thì em thấy ra vừa tới là thấy bồ cũ đứng nói chuyện Thì em nẹt ra nẹt buông cái là quay lại thấy em hết hồn đạp xe bỏ chạy. Cái phản xạ cái phản xạ là em đạp, em cống đít, em bỏ, em chạy. Rồi ông này em dí theo em, rồi bồ cũ dí theo ông này. Trời ơi, rồi ba người đó. Dí nhau, em chạy loạn xạ, em không biết em chạy đâu, em chạy tùm lum. Chạy vô tới sân bay luôn. Nhưng mà có đụng nhau không? Không, đụng. Không em làm thôi, đã em chạy em né chắc anh mà. Anh kia anh phải vô lấy xe nữa, anh chậm một nhịp rồi. Bà này chạy trước, ông này gượng theo, ông kia gượng theo ông này. Em chỉ cần em cho dắp chạy trước lại đâu chạy đâu có lại. Không, em dí được theo em thôi. Dí được theo em là em kêu rồi thôi về đi, đừng có ở đây, em sợ là gì em biết cái tính người bạn trai của em là nóng. Là người kia nóng hay người này nóng? Dạ, người kia nóng. Cái người này thì ngậm ngùi không mà chứ không nói gì hết á. Rồi có đụng có thì em kêu này về. Tại vì đạp hồi mệt á. Không có đụng, không ai đụng ai chứ bữa đó đụng là mệt rồi. Đúng rồi, đụng là mệt rồi đó. Cho nên là chỉ có ông này đụng thôi, đụng em rồi mới kêu thôi đi đi về đi để này kia nọ cũng nghe lời đi về. Rồi bây giờ bạn trai cũ của em đâu rồi? Dạ mất rồi. Ảnh bị ung thư bao tử. Ồ vậy hả? Dạ. Bao nhiêu tuổi mà mất? Ảnh lớn hơn anh này 1 tuổi. Nhưng mà mất lâu rồi. Mất bao lâu rồi? Chắc cũng mười mấy năm rồi. Hồi lúc quen nhau là biết ảnh bị đau bụng hay đau bụng, cứ mỗi lần đau bụng em đi ra tiệm thuốc tây em mua thôi chứ cũng không có nghĩ là bị gì. Đến khi mà sau khi mà chính thức em lấy chồng rồi đó thì ảnh cũng buồn, rồi ảnh quen tùm lum la này kia nọ, cái nhậu hồi nào thì không biết nhậu cái cũng nhậu. Rồi bắt đầu càng ngày nó càng hại, khi mà bắt đầu đau dữ dội quá thì đưa vô bác sĩ mới nói là giai đoạn cuối. Trời, tức là lúc đó là nhiêu tuổi? Dạ năm đó ảnh mất là 31 tuổi. Mà quá trẻ. 31 đó. Mà lúc ảnh mất thì là lúc đó mới cưới được 6 năm. Dạ. Lúc mà năm nay là cũng mười mấy năm rồi. Đó là thì nói chung ảnh mất thì hai vợ chồng đi làm chung, nào giờ hai chồng cái gì cũng chung hết. Từ nào giờ cứ việc gì cũng đều chung chung vậy đó. Thì trong cái lúc mà mất á, cái nhà anh báo vậy đó, cái chồng không được lắm, ổng kêu là thôi em bỏ đây đi, đi về đi, cừu mất rồi. Cái đây em chạy xe về, mọi việc ở công ty thì anh tự lo, xin nghỉ làm gì làm. Là anh cho em đi qua bển để ở bên đó làm. Rồi ở bên đó em cũng muốn xin để tang này kia, tại hai người mối tình đầu mà cái bên gia đình đó nó thôi con có chồng rồi không có để tang gì được, ở sớm ta dị nghị. Rồi thôi chị ở phụ này kia, rồi cứ mỗi năm vậy đó thì anh cũng chở vợ đi tới nơi để mà mua bông cắm. Thầy gì cho á? Ra mộ đó hả? Dạ ra mộ đó thì anh nói có thằng khùng, thằng chồng nào khùng như tôi không? Tự nhiên đưa tiền cho thằng vợ đi mua bông cắm cho thằng bồ cũ. Thì nó là chết rồi, mình đâu có đó là tốt quan tâm. Chứ. Mình đâu quan tâm cái chuyện đó. Hay chứ. Thì đó cứ mỗi năm mà. Thì anh cũng chở vợ đi ra hoặc cuối là năm những là cái dịp mà 28 29 Tết á, mộ đó. Thì cứ chở vợ ra mộ. Rồi dỗ gì á, hàng năm cái anh cũng chở đi tới nhà để mua chiếc cây thì kia rồi gỡ cái này đó. Đó là một cái việc rất là văn minh em, rất hay. Thậm chí cái người bồ của em mất mà còn nói mà nói chứ thôi em gái sống hạnh phúc đi, anh thấy không ai bằng chồng em đâu. Nếu mà là anh cũng không có làm gì được. Mà chồng em vậy là tốt rồi đó. Kiểu thôi, như là trường hợp nào mà bồ cũ lại nhậu với chồng. Thích mày lại ngồi chơi uống một vài hai ly vậy đó. Chuyện nó bình thường, tới nhà bình thường. Thích chở vợ đi cho xin cho chở vợ đi công chuyện như thế. Nhờ vậy mà ông thay đổi cái suy nghĩ đó. Chứ hồi lúc đầu là không đồng ý cho bé này quen với anh này đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà sau này là thay đổi cái suy nói nghĩ. Nói chung cả gia đình em cũng không ai thích cho em lấy ảnh hết. Nhưng mà bây anh giờ thì hai sao? Gì mà anh hai anh từ luôn á. Anh nói nếu mà mẹ mà gả xưng mà cho này là con cũng từ này kia nọ. Đó cứ sợ là không lo được tương lai này kia rồi. Tại cái ảnh lúc đó anh nhìn ảnh nhoi lắm. Nói chung là còn lôi cho lóc chóc lắm, chưa có chững chạc. Giữa hai người một giờ một vật mà lớn hơn nhau có 1 tuổi mà anh kia thì chững chạc này kia nọ. Nhưng mà ảnh gia trưởng, còn anh này thì không chững chạc. Nhưng mà được cái là thí dụ như dễ dãi vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì không, sao? Bao gia đình dung chứ không phải dễ dãi. Bởi vì anh dễ này chịu cái tánh lắm. Anh vậy anh mới làm từ thiện được. Đó, anh dễ chịu lắm sao không được hết á. Cứ thí dụ như mỗi lần bồ tới nó anh ở nhà em đi chơi với cậu chút nha. Ok đi. Rồi những cái ngày gì đó cái anh đó anh tặng là vẫn cho tặng, rồi nói chung đồ em đeo rồi cũng anh đó anh tặng vẫn cho đeo, hoặc là hình hai đứa chụp vẫn còn giữ. Anh cũng không có nói nhật ký gì anh đó viết vẫn cho để. Chứ không có phải bắt xé hay là bắt người kia nọ. Đâu có ảnh hưởng tới mình đâu. Có gì đâu. Bây giờ cô ấy đó là của mình rồi, vợ mình rồi, quan trọng sao. Người đó cũng đã mất rồi, mình đâu có ghen làm gì, ghen với cái hồn ta làm gì. Nói chung là anh cho em sống với quá khứ, không có phải bắt em là phải quên. Nhưng mà bây giờ là tình hình là gia đình như là rất là yêu quý anh này đúng không? Dạ. Bởi vì mới thấy tại vì làm rể tới 6 năm lận mà.
ảnh đi làm rể giống như là em đi làm dâu mà em không có làm dâu, rồi ảnh thay em làm dâu đó. Ừ, đó. Ảnh ở rể, ảnh giặt đồ cho nhà, rồi ảnh nấu cơm, nấu nước, ảnh đi chợ. Ừ. Thấy vợ của anh Bin cũng quá hay. Sao chị? Vẫn chấp nhận cho anh Bin yêu Thúy Nga, chị Thúy Nga. Thúy Nga là chương trình Vợ Chồng Xong bên Mỹ đó, là chị Nga đang làm ở bên Mỹ. Nga chị có hát xì không Thúy Nga? Mỗi lần quay Vợ Chồng Xong là tôi biết chắc chắn là Thúy Nga bên Mỹ hát xì. Nhắc hoài luôn vậy đó. Mà cái câu chuyện không có. Công nhận liền nó hay. Nó chấp nhận đúng không? À, rồi, rồi giờ nói về cuộc sống hôn nhân đi. Đó. À, đến cái phần gọi là đại hội vạch mặt rồi đó. Dạ. Như vậy là bạn này chắc không có tật gì xấu đâu ha. Nãy giờ có. Nghe là khen không à. Có kìa, có, dạ, có. Có thấy khen không à, có thấy chê gì đâu. Đâu có khen đâu. À, bây giờ có, chê đúng không? Bây giờ đâu, tật xấu như thế nào? Dạ, đó. Xấu nước đói. Xấu gì? Xấu nước đói, mỗi lần đói là phải ăn liền. À, tôi cũng vậy đó ông Cường. Ông mấy ơi, tôi cũng vậy đó. Ông ấy là ông gì? Đói gì nói. Đói vô là cọc. Đói vô là mà ăn thì giống như nít vậy đó, cứ phải 4 tiếng là phải ăn, ăn giống đúng như nít mà cứ 4 tiếng là phải ăn, 4 tiếng là phải ăn, ăn lần không có ăn nhiều mà cứ 4 tiếng là phải ăn. Như là rung tay không? Có rung tay. Đói mà nhiều khi nó bực trong người, nó không rung tay mà nó bực trong người, nó bụng rủng. Không có sức chịu đựng. Vừa rung tay mà vừa quạo luôn nữa. Đúng rồi, không có sức chịu đựng á. Đói không cho ăn là lát hồi đâm ra, ví dụ như mình chưa kịp hay gì kia, ở cái lát hồi cứ quạo rồi. Tức là 21 năm là đều là vậy hay là mới đây thôi? Dạ, xấu nước đói. Bây giờ có cải thiện chút xíu không em? Dạ. Bây giờ có cải thiện chút xíu không? Cũng vậy, cứ đói là ví dụ như hoặc là cái gì đang đói mà biểu mình biểu thì giờ nhịn xíu chút nữa lỡ rồi chút nữa ăn đi không này kia nọ cứ lầu bầu lỗ bẩu vậy đó hay cần nhằn. Bây giờ là anh đang đói ha. Anh chưa đói. Bây giờ là chúng chưa có đói, tại sáng có ăn sáng rồi. Không sao ha, không sao, chưa quá. Rồi, xấu đói nè, rồi còn gì nữa không nè? Nóng tính. Nóng tính. Ủa hiền khô gì mà nóng tính cái gì? Nóng lắm á. Nóng khi nào đói thôi gì hay dạ sao? Dạ không, nói chung là những cái chuyện gì mà bất bình hay là dạng như anh em trong nhóm mà ảnh hay binh này kia, những cái chuyện gì đó là cái đầu ảnh nóng, ảnh cũng hay là nghe phía này chứ. Chẳng hạn giống như là lúc trước là bên gia đình vậy đó. Ảnh không cần biết là vợ ảnh là có sai hay không, vậy ảnh thấy vợ đi làm về mà thấy vợ khóc cái là cái quát là giống như ở nhà làm gì cho vợ khóc hay này kia vậy đó. Binh vợ bất chấp đó. Cứ hay binh rồi con rồi đi học này kia rồi cứ không hay binh vậy đó chứ không có chưa có kịp rồi để nghe như thế nào. Coi như là thương vợ thương con mù quáng. Nói chung là bất kể ai vậy chứ không phải là vợ con. Suy nghĩ cho người khác chứ không phải suy nghĩ nóng gì cho mình. Đó ảnh cứ hay nóng rồi ảnh binh bậy. Mà mỗi lần mà cọc với vợ thì sao? Không thấy được cái là ví dụ như buông lời làm tan nát. Không. Trái tim vợ không? Không, được cái là ví dụ như vợ chồng em là ví dụ như có gây không có chửi. Không có mày tao mày tớ hay là đủ má đủ mẹ đồ giống như người khác vậy đó. Nói chung là không có dùng những cái lời 500 đó. Cũng bình thường ví dụ như ảnh nóng cái em mà tật em nói nhiều. Em làm gì không vừa ý thì em bật em nhảy hoài. Em nhảy cái chừng nào ổng nóng cái ổng quát lên cái em im còn không thôi cái ổng nóng cái em quát cái ổng im. Cứ vậy đó chứ không có gây gỗ. Người đàn ông này như những gì mà em kể thì anh cũng đoán biết được là một cái người mà nói chung là có cái tâm rất thiện. Dạ. Nhất là cái việc mà hành động mà chở vợ mình đi thăm viếng mộ của người yêu cũ nè, rồi tham gia những công tác thiện nguyện thì thực chất là đây cũng là một người đàn ông tốt. Còn cái tật gì nữa không? Đó chỉ có hai tật. Xấu đói với lại là nóng tính phải không? Nóng cho người khác. Đúng rồi, nóng mà bất chấp binh người binh bậy không rồi. Rồi giờ tới anh Hoàng Anh đó, giờ tới em đó, em kể nói đi. Nói chung là vợ biết cái hoàn cảnh vợ ngày xưa là dân Sài Gòn, ông già vợ là gốc Huế, thì ở nhỏ lớn Sài Gòn thì nói chung là vẫn còn khờ lắm. Có cái tật á là cái lầu bầu cứ nhai đi nhai lại một cái vấn đề mà nó hoài nói mà. Lèm bèm, nói nhiều lèm bèm. Nói mà chịu nổi luôn. Nói gì không, bực nói mình nói đi. Cầm điện thoại thì ngồi chăm chú cái điện thoại là khỏi rồi. Không để ý. Không muốn để ý luôn. Cứ nói hoài chịu gì nói. Cứ có một vấn đề cứ nói hoài. Đó, có đặt nhưng đặt hay quên. Hay quên. Dặn là hôm nay đi lên phường phải cầm cái này cầm này. Đi xong cái nửa đường quên. Quên là bực là phải quay đầu xe lại. Là nó mất thời gian mà nó đủ chuyện. Là lúc đó là nóng đó. À đúng rồi. Là bực lên lấy về quay qua quýnh. Mình không quýnh được bây giờ cái quay đầu về chửi thằng tăng đòi chửi rồi thôi nha, không có nhắc nữa nha, không có nói nữa nha, là cái tánh là nói một lần không có nói lần thứ hai đó là anh đúng rồi chứ còn đây đụng
mình mà quên lại dần quên là nói hoài luôn, nói năm giờ với mười thì luôn nhắc lại nó hoài luôn, nó không nổi luôn. Rồi còn là, gì nữa hình như đó là cái tật của mấy bà hay sao? Đúng không, cũng tùy em, như chị là không bao giờ có chuyện đó nha. Thiệt, không có nói lại cái vấn chị đề chị làm biếng nói lắm em. Chị nói thiệt với em á, làm gì là mình phải nói thôi chứ còn ở nhà ít khi nào chị nói lắm. Được, còn cái tật gì nữa không? Không, tật thì chỉ có như vậy thôi, còn mà một khi mà làm á là hay nói. Làm thì đừng có nói, còn làm xong ví dụ thấy chỗ đó dơ hay gì quét á, xả hoài quét quét cũng làm mà cũng phải nói, nó nói làm chi, nói một lần rồi cứ quét xong cái nhà là nói nửa tiếng đồng hồ, tại anh chứ nó hoài vậy đó. Nhưng mà ở nhà cái vụ chi tiêu á có tính toán là có kỹ, chi tiêu là bên này chi tiêu hết, lãnh lương về là đâu đó nó có ba đêm hết, tiền này của anh đi làm là nhiêu đó, còn tiền này là về là để cái bao thư đó tự giữ là bà giữ. Nhưng mà có tính toán với cái mượn tiền có hay mượn tiền em không? Tính chưa? Mượn tiền có hay mượn tiền em không? Mượn 500 trả 400 à. 400 đâu? Theo lẽ là phải trả 550 chứ. Không có cái chuyện đó, mượn toàn là trả thiếu không à. Vậy là em 100 đúng không? Vậy là em biển thủ rồi. Em biển thủ tiền mượn rồi. Không phải, tại vì em nghĩ rằng ông giữ tiền nhiều không được tốt. Rút lại phải không? Rút lại. Trong túi ông nhiều nhất là một tháng 500 ngàn anh xài đủ không? 500 ngàn hả? Trời ơi. Nói chung anh đi làm một tháng em chỉ phát lại 500 thôi. Trời để cho em tự xử làm rồi, ăn uống sao? Một ngày em hút thuốc hết 32 ngàn, một gói thuốc 32 ngàn. Em đi làm thì chỗ làm cho 50 ngàn tiền cơm. Bây giờ cái tiền cà phê nè, tiền hút thuốc nè, tiền ăn trưa nè, nó vô có nhiều đó trong 500 ngàn với 50 ngàn nữa. Một ngày 50 ngàn là 26 ngày thôi chị nhân. Thuốc lá là vậy là một tháng vậy không, là bây giờ dễ lắm. Dạ đúng rồi. Chị nói em nghe nè, bây giờ cái riêng cái vụ đó em ngồi mới tính với vợ em. Bây giờ em tính ra là một ngày đó là em hút một gói thuốc, một ly cà phê, một he, rồi ABCD em tính ra hết đi. Ví dụ như cái con số đó, bây giờ em được là bao nhiêu, 26 ngày là nó được 1.3 triệu với 500 là 1.8 triệu, đúng không? Bây giờ em ngồi em tính đi, nếu mà con số nó vượt khỏi 1.8 triệu thì bắt buộc em phải cho. Còn nếu không á thì là không, anh làm cách nào mà anh có đủ cái tiền anh tiêu, mà anh làm không đúng hoặc anh làm bậy là em ráng chịu. Đúng không? Con người ta phải có một cái nhu cầu cần và đủ để mà tồn tại. Còn nếu mà không là bắt buộc, gọi là sinh tồn á, sinh tồn là người ta phải tìm mọi cách để người ta bù vô. Tức là xây sở bằng cách nào? Xây sở không nhịn uống cà phê, hay hoặc là ăn cơm trưa rẻ một chút, hay hoặc là ăn cái món khác rẻ chút. Tội, ví dụ như giờ được 50 ngàn, giờ ăn 2 tô mì gói đi. Trưa 1 tô, tối 1 tô, ví dụ như là ăn tiết kiệm 10 ngàn. Ăn với ăn buổi trưa thôi. Buổi sáng nhiều khi có ăn dư thì ăn, không ăn không dư. Thì đó, thấy tội không? Bởi vậy đó em phải nói ra. 500. Em phải nói ra. Không, nói em biết nghe. Nhưng mà em đã nói rồi, kệ cái chuyện đủ kệ anh. Nói chung là em không biết thì giờ lương nhiêu đó thì em phải chi tiêu đủ thứ hết. Tại vì quán xuyến kinh tế là em mà. Còn cái mặt khác thiếu đủ thì anh không cần quan tâm. Đó, tại vì mà hai chồng em ở riêng phải thuê nhà. Thì đó, nhưng mà bây giờ trong cái chi tiêu nó sẽ bao gồm có những chi phí của chồng nữa. Tại vì lâu về dài đó, ví dụ giờ cứ tiết kiệm ha, buổi trưa ăn mì gói hoài là bệnh bao tử. Nhưng mà em biết thì ảnh sẽ không ăn mì gói đâu, ảnh sẽ có những cái thành viên của ảnh là mỗi ngày cứ hay ghé ảnh mua nỉ kia cho ảnh ăn lắm. Rồi nha, rồi đó, chị nói em canh nha, một ngày nào đó mà có một cô gái nào á mà lúc nào cũng lo về ăn uống cho ảnh nè, anh đừng có ăn gì nghe, anh phải ăn gì, anh phải là em mệt á. Không có đâu ha, đúng không? Không có người, hết người đó. Ta nghỉ dịch mấy tháng, 4 tháng người ta lên ký đây mất 3 ký. Tại vì không phải hoạt động với làm hoạt động việc đi tới lui, dạ, khiên giác đồ nữa. Thì từ lúc 4 tháng giờ hai chồng em cứ ngoài đường không, đâu có ở trong nhà. Cứ xông pha làm ngoài rồi, không mà. Thôi ngồi đây và mạnh khỏe như thế này và có thể chia sẻ những câu chuyện mà nó có ý nghĩa như vậy, đó là một cái may mắn cho chúng ta trong cái mùa dịch này rồi. Rồi bây giờ mong muốn nè. Rồi đó. Hết rồi đó, mong muốn vợ sao? Nói chung là vợ bớt gọi là bớt nhai là thì được. Bớt nói nhiều phong, dạ không nói lời. Thôi bây giờ giữa cái bớt nói với lại là cái mà cho đủ cái số tiền để xài thì em chọn cái nào? Bớt nhai đi. Số tiền cũng thì được. Nói thôi chung cũng là được. Anh tự anh tìm kiếm thôi, mình bớt nói lại cũng được, không sao hết. Ê nó nghe nè, ví dụ như quay lại cái vụ mà bả mà giữ tiền hết á, rồi có khi nào lễ lộc rồi đó rồi có bắt chồng phải tặng quà gợi ý luôn không? Có. Tiền đâu không có lễ nào mà sót. Mà tiền đâu mua quà hay tiền đó đâu cởi ảnh tiền đâu phải đi dành.
Tiết kiệm lại, hoặc là mua món quà đó là phải tiết kiệm lại, dính lại đúng không? Hoặc là mình đi chạy xe thì mình kiếm thêm, chở khách thêm, mình có tiền thì mình hỗ trợ với cái vụ đó. Không tặng quà là tôi đúng không? Tôi không biết mấy bà kia làm sao, chứ tôi á là hả, mà tôi sẽ né cái vụ đó. Có nghĩa làm gì làm hả, chồng tôi tự nhiên tìm được ở đâu cái tiền nào mà về ấy là tôi sợ. Thành ra là phải đâu đó mọi thứ chứ còn không á. Thời bữa này em ơi, chị nói em á hả, chị nói thiệt đó. Cái này em hiểu tính chồng em mà, cho nên mấy vụ đó thì em không hả. Tám tháng ba thôi chứ. Sinh nhật cũng phải có quà. Rồi 20 tháng 10 ngày phụ nữ. Phụ nữ. Ngày của mẹ nữa. Ngày của Tết rồi quà nữa, Tết Tây Tết Ta nữa. Không, mấy hai cái Tết là không có. Không, kỷ niệm ngày cưới. Như kỷ niệm đó là quan trọng là phải có. Thì đó, nói chung là năm nào cũng phải bắt buộc là có quà cho mình có làm giận. Còn tiền từ đâu để có quà là cái chuyện đó tôi không biết. Đúng không? Không có biết. Rồi. Nhưng mà dù mà có tiền riêng á, thí dụ hôm nay về hôm nay con 1 triệu là ngắt. Không có chia 5 năm đâu nha. 64 mình có 400 thôi, bên thôi 600. Mà tiền của người riêng của mình hoặc là người ta thưởng hay là mình kiếm thêm được hay gì ngắt lại. Chút nữa chúng ta ngủ cà phê nói chuyện thêm về vấn đề này. Tôi cũng đúng điều đó. Rồi còn em sao em không? Bây giờ mình không khai á thì mình không có tôn trọng, mình khai mình nói ok. Khai là lấy liền. Khai là dính. Ừ vậy đó. Thương lắm đàn ông, nhiều cái thương lắm. Rồi em sao nè, em mong chồng em thay đổi cái gì nè? Thì nói chung là anh cũng không có gì để thay đổi hết á, anh chỉ có là cái xấu nước đói thôi. Rồi với lại nóng tính thôi, chứ còn em sống ảnh 21 năm chưa đánh em cái nào hết. Đó thì thương vợ thương con lắm, những bất kể bao nhiêu năm nay nhưng mà tụi em cũng giống như vợ chồng son vậy đó. Thậm chí mà Tết rồi mẹ em nói chúc ai hạnh phúc với tụi bay khỏi một chút đi, lúc nào cũng như là nít vậy đó. Vậy quá tuyệt vời. Vợ chồng thì lúc nào cũng giỡn, mặc dù con lớn nhưng mà lúc nào cũng như là trẻ vậy đó. Rồi đi đâu anh cũng đi ăn đi nhậu gì cũng đều dẫn vợ đi theo, bất cứ cái gì cũng đều chở vợ đi theo hết. Ôi vậy là hay, vậy là thôi chương trình lại tiếp tục. Chúc tụi em sau đây sẽ là đám cưới vàng rồi đám cưới kim cương nữa. Chắc chắn sẽ có. Cái việc cải thiện cho cái chuyện mà coi như là xấu tính đói đó, em cứ đúng giờ cho ông ăn. Còn ví dụ như ổng đi làm không, nhét vô cái túi ổng một cái bịch bánh cái gì đó. Bánh cái gì đó đúng đó, không em? Cứ tới đói bụng là cứ lấy cái bánh cắn rụp ra xong. Khó ăn anh. Không phải là khó mà dễ dở ngương á. Thôi mình nghĩ là sẽ khắc phục được, sẽ khắc phục được. Cứ vậy nha, hy vọng sẽ gặp lại tụi em ở một cái chương trình gọi là đám cưới vàng tình trăm năm chẳng hạn của MCV luôn nghe. Rồi cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin cảm ơn chị Hồng Vân và anh Quốc Thận rất nhiều. Xin chào. Cảm ơn chương trình.